Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái cách mà mình dùng CSS để mình tinh chỉnh lại một số cái phần cái class trong website của mình để cho website của mình nhìn ngày càng đẹp hơn, càng chỉnh chu hơn. Một ví dụ ở đây là mình có ví dụ như đây mình thấy các bạn thấy là cái tiêu đề là thuốc bảo vệ thực vật đây. Đó thì các bạn thấy là cái phông chữ nó không được đẹp cho lắm. Đó, nó không có được gọi là ngay hàng thẳng lối cho lắm. Bây giờ thì mình bữa hôm nay mình chia sẻ là cái cách để làm cho nó đẹp hơn, nhìn cho website mình nó chuyên nghiệp hơn. Thì bây giờ các bạn gõ cái domain của mình vào trình duyệt nha. Ở đây thì mình dùng trình duyệt Firefox. Thì các bạn nếu mà có Firefox thì bắt đầu Firefox, và Firefox có hay cái là nó như thế này đây. Các bạn bấm chuột phải vào trên cái mà hình website của mình nha, các bạn chọn cái phần là kiểm tra đối tượng HTML. Đó, đây là cái phần mà Firefox rất là hay. Đó, thì ở đây hiện ra đây. Hiện ra thì các bạn để ý nè, khi mà mình rê chuột ở dưới cái phần code ha, có HTML ha, thì ở trên phần này nó cũng sẽ hiện theo cái phần mà cái phần hiển thị của nó. Đây đó, các bạn để ý không, cái hình chữ nhật màu tím đó, có chữ thuốc bảo vệ thực vật bây giờ đang hiện lên đó. Thì đó, các bạn nhìn lại về cái phần mũi tên con chuột của mình thì các bạn đã sẽ nhìn thấy được đó là các bạn tập trung vô đây thì các bạn thấy được cái class này. Class ở phần này thì mình chia sẻ class ha, đôi khi sau này làm clip về ID nữa thì class trước các bạn ha, mình sẽ đi từng bước cho mình dễ hiểu. Thì class này các bạn thấy class bằng đây, đây là quy tắc của từ product, tức là sản xuất đó. Product tức là sản phẩm đó. Đây là drop xịt ngang giữa title. Các bạn nhớ cái từ này giùm mình ha. Xong các bạn đăng nhập vào trong cái quản lý, cái trình quản lý WordPress của mình nè. Ở đây mình sẽ lại từ đầu cho các bạn ha. Rồi ở đây bạn vào cái dashboard quản lý của bên WordPress nha. Đó, cũng là trong web hồi nãy đó, thế giới nông nghiệp.org. Xong các bạn xuống phần giao diện giùm mình. Nếu mà lúc mà bạn cài WordPress bằng cài tiếng Anh đó thì nó là appearance các bạn nhé. Appearance. Đó, thì tiếp theo các bạn xuống phần tùy biến. Còn ở trong tiếng Anh mà cái giao diện cái ngôn ngữ tiếng Anh đó là customize. Mình nói như vậy để khi nào các bạn cài WordPress và lỡ cài cái phiên bản mà tiếng Anh đó, các bạn sẽ tìm được đến cái mục này và bấm vào tùy biến nhé. Và rồi sau khi các bạn vào được cái phần tùy biến của phần appearance rồi thì bây giờ chúng ta vào tiếp theo phần general setting các bạn nhé. Các bạn bấm vào đó. Ở đây có một phần gọi là custom CSS section. Đó, các bạn bấm vào đây giùm mình. Ở đây có phần là custom CSS thì bạn gõ vào giùm mình cái phần đây nhé. Cái đây đó là thứ nhất, đó là dấu chấm để mình cấu hình class đó các bạn. Nào các bạn nhớ lại là nãy là plot xịt ngang giữa title, các bạn mở một cái mặt nhọn, các bạn gõ vào trong đó anh xuống dòng cho nó đẹp các bạn ha. Đó là font family, là để mình quản lý, mình chỉnh sửa cái font này về cái font Times New Roman cho nó đẹp như vậy. Và thấy không, nó đã cho review cho mình thấy được rồi nè. Đó, color đó, đây là color màu xanh dương, bạn muốn màu khác thì các bạn gõ vào màu khác ha. Đó thì đây là mình chia sẻ một cách gọi là nhanh nhất, đơn giản nhất để mình tinh chỉnh website mình đó cho ngày càng đẹp hơn. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn muốn tinh chỉnh một số cái, ví dụ như cột nè, khoảng cách cột giữa hai sản phẩm, tên của sản phẩm, giá, giá thì trong phần mà mình thiết lập sản phẩm rồi. Hoặc là khi mà chuyển cái không đồng này thành cái chữ liên hệ thì mình sẽ làm ở cái clip sau. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái cách đơn giản nhất để mình dùng CSS để mình cấu hình lại website cho một cách chuyên nghiệp nhất. Ở đây là mình đổi phông chữ thôi, các bạn có thể làm nhiều thứ hơn nữa, các bạn sẽ tham khảo từ, nếu có thời gian thì mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video nữa để chia sẻ các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.